Cả nhà có nghe được không ạ? Chị có nghe được không ạ? Dạ. Cả nhà nghe lại được chưa ạ? Âm thanh đã rõ chưa ạ? À, các anh chị nghe được thì bấm OK được không ạ? À, chúng ta nghe được chưa ạ? À, cảm ơn bạn Hải Yến. À, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vậy là đa phần chúng ta đã nghe được đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bạn Nhật Minh, bạn Quốc Khương, bạn Học Lư, bạn Thanh Nhàn, bạn Nguyễn Thị Bảy, bạn Hoàng Giang, bạn Linh Cao, bạn Thịnh Lê. Vậy là đa phần chúng ta đã nghe rõ đúng không ạ? Rồi xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay là một ngày đặc biệt đúng không ạ? Một ngày cuối tuần, một ngày mà rất là nhiều người đang có công việc riêng bên người thân, gia đình, bạn bè hoặc là có đám tiệc gì đó. Nhưng mà các anh chị ngày hôm nay đã dành thời gian tham dự chương trình để xem livestream này thì Vũ tin chắc rằng các anh chị đang là những người quan tâm sức khỏe của mình nhiều nhất. Vâng, cảm ơn bạn Lĩnh ạ, à, bạn Cường Lê, bạn Lan Hoàng, bạn Tiên Hoàng. Vâng ạ. À, Vũ đang phát hiện là có rất nhiều anh chị trong đợt rồi cũng xem livestream mẹ và bé đúng không ạ? Hy vọng rằng chương trình thứ ba vừa rồi có thể giúp ích cho các anh chị những thông tin và những kiến thức liên quan tới chủ đề mẹ và bé. Và cả nhà đã nhận được ebook hết chưa ạ? À, với chương trình này cuối giờ thì ban tổ chức, à, đội nhóm, đội team sẽ gửi cho các anh chị một cái đường link. À, các anh chị click vào đó và chúng ta lấy ebook về xương khớp về được không ạ? Vâng, xin cảm ơn ạ. Rất là cảm ơn anh Trần Thanh Toàn đã có lời mời và cho phép Vũ có cơ hội để được giao lưu với cả nhà những thông tin về sức khỏe xương khớp trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là cảm ơn team đã hỗ trợ cho chương trình về âm thanh, về kỹ thuật, vân vân. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tham khảo về chủ đề xương khớp. Và với các chuyên đề livestream trước, các anh chị xem lại và ai chưa nhận được các ebook lần trước, xem lại. Ở trong các phần bình luận sẽ có phần đường link để chúng ta có thể load về. À, tuy nhiên, nếu một số anh chị vẫn chưa nhận được, thì có thể liên hệ trực tiếp riêng với Vũ để có thể nhận riêng. Ví dụ như chuyên đề tối ngày hôm nay, hoặc là chuyên đề mẹ và bé thứ ba tuần rồi, thứ ba vừa rồi. À, chào bạn Trần Lộc, chào chị Úc Lê. Tính tới hiện tại thì cả nhà đã nghe rõ âm thanh hết chưa ạ?
Chúng ta nghe rõ chưa ạ? Dạ, xin cảm ơn ạ. Vậy là hiện tại âm thanh đã rõ hết đúng chưa ạ? Ok, cảm ơn các anh chị. Đã rõ rồi đúng không ạ? Rồi, các anh chị nào thấy chương trình này bổ ích và có thể giúp ích cho bạn bè của mình hoặc là ai đó đang có vấn đề về xương khớp, chúng ta có thể chia sẻ về tường của mình. Một là cho bạn bè của mình cùng lắng nghe, cùng trao đổi. Hai là chúng ta có thể là nghe lại bất kỳ lúc nào, miễn là chúng ta đăng nhập Facebook. Rồi, cảm ơn các anh chị. Và chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu chương trình chưa ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và ngày hôm nay là chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề xương khớp. Riêng về lĩnh vực này thì rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm sức khỏe của mình. Riêng về xương khớp thì may mắn là trong nhiều năm trước gia đình Vũ thì có truyền thống bên Đông y, cho nên Vũ học được một phần về từ kiến thức này. Song song đó thì trong quá trình học tập theo sát các anh chị chuyên môn về sức khỏe, đặc biệt là anh Trần Thanh Toàn, thì cũng được hỗ trợ và phổ cập thêm về kiến thức này. Song song đó còn được hỗ trợ và thực tiễn tính tới ngày hôm nay thì trực tiếp điều chỉnh xương khớp và hỗ trợ sức sức khỏe về xương khớp cũng 500-600 người rồi. Trong quá trình đó thì gần đây nhất đó là một số trường hợp về thoát vị đĩa đệm, đau mỏi vai gáy, thoái hóa vân vân đều có cải thiện tốt thông qua y học về dinh dưỡng. Và trong tối ngày hôm nay thì dựa vào những kinh nghiệm đó, Vũ sẽ chia sẻ là những gì Vũ trải nghiệm để các anh chị có thể là thêm vào kiến thức của mình những thông tin về sức khỏe xương khớp, và hy vọng rằng đó là những thông tin có thể giúp cho anh chị có thể phát triển hoặc là giúp người khác tốt hơn về lĩnh vực xương khớp. Và tất nhiên trong quá trình chia sẻ, nếu như phần nào còn thiếu sót hoặc các anh chị muốn bổ sung thêm, hoàn toàn có thể đóng góp cho chương trình. Bởi vì chúng ta cần nhất đó chính là sức khỏe. Cho nên chương trình như thế này không phải là dạy ai cả, mà chỉ là một cái chương trình để mà chia sẻ những trải nghiệm, những kiến thức mà bản thân những người đang ngồi ở ở đây đã trải nghiệm qua và có kết quả muốn trao cho các anh chị, để chúng ta mỗi ngày có thể mang những điều tốt đẹp này cho nhiều người và mọi người có sức khỏe tốt hơn. Nếu nói về xương khớp, hôm nay chúng ta bắt đầu. Vậy thì bao nhiêu anh chị đã hiểu về xương khớp của chính mình ạ? À? Theo các anh chị thì con người chúng ta có bao nhiêu xương ạ? À? Và được chia như thế nào? Song song đó sẽ còn rất nhiều những cái bất cập trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay mà chúng ta gặp phải. Ví dụ như là gì? Đa phần những anh chị làm việc ở văn phòng thì có phải là rất là dễ đau mỏi vai gáy rồi nhức mỏi lưng không ạ? Và còn một số trường hợp khác nữa thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ được hỗ trợ thêm những bài tập cho các anh chị làm việc văn phòng. Mỗi ngày chỉ cần khoảng 5 phút thôi. Với 5 phút này, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa một số tình trạng ảnh hưởng về sức khỏe xương khớp của chúng ta. Song song đó, thì ebook của chương trình cũng sẽ hỗ trợ cho các anh chị đó là những bài tập về định hình xương, giúp cho các anh chị, những ai đó mà đang bị vẹo cuộc sống, thì những bài tập này hoàn toàn có thể hỗ trợ cho anh chị định hình lại khung xương của mình trong vòng 1 cho tới 3 tháng, tùy theo tình trạng nặng hay nhẹ. Và nếu nặng hơn nữa thì phải can thiệp thêm từ phía Tây y. Và trong lộ trình đó, ebook về hỗ trợ định hình xương còn giúp cho những ai đang có chiều cao khiêm tốn hoàn toàn có thể cao hơn trong tương lai. Nếu như ta vừa kết hợp những bài tập định hình xương, vừa hỗ trợ dưỡng chất
để hỗ trợ cho xương khớp của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ hiểu sâu sắc về xương, về khớp, về vai trò của từng loại. Song song đó còn hỗ trợ cho anh chị các giải pháp cho các bệnh về xương khớp. Và với xương khớp thì theo các anh chị là con người chúng ta sẽ có bao nhiêu xương ạ? Bản thân mình có bao nhiêu xương ạ? Về xương thì khi chúng ta còn trẻ, xương chưa định hình rõ ràng thì trẻ nhỏ thường có khoảng 300 xương. Nhưng khi chúng ta trưởng thành rồi thì định hình rõ ràng hơn từng cái xương chuyên biệt thì chúng ta sẽ có khoảng 206 xương. Và với 206 xương này sẽ chia làm 3 loại chính. Thứ nhất đó là xương đầu. Thứ hai đó là xương thân. Và thứ ba đó là xương chi. Vậy thì 206 xương này nó sẽ đóng vai trò gì? Điều đầu tiên nhất là chúng ta nhìn thấy là có phải là ai cũng có xương không ạ? Chúng ta thử hình dung một ai đó không có xương thì sao ạ? Có phải là toàn bộ những gì trên cơ thể chúng ta sẽ dồn lại một khúc như thế này không ạ? Vậy thì cái đầu tiên vai trò của xương rất là quan trọng. Đó chính là định hình nên cái khung, cái hình thể của con người chúng ta. Là cái khung định hình nên cái hình thể này. Vai trò đầu tiên của xương. 206 xương này sẽ nối lại theo một cấu trúc của cơ thể con người, hình thành một cái khung cho chúng ta. Đó là vai trò đầu tiên. Vai trò thứ hai của xương, đó chính là bảo vệ các cơ quan bên trong. Chúng ta thử hình dung xem, một ai đó nếu như không có xương sườn thì có phải là một cái vật thể rất là nhỏ hay một cái gì đó? Nếu không có xương để đưa vào cái thôi thì các cơ quan bên trong đã có thể bất ổn về sức khỏe rồi. Ví dụ như một cái vật gì đụng vào tim thì tim đã chấn thương. Một vật gì đó đụng vào gan thì gan đã chấn thương, vân vân. Hoặc là tưởng tượng hình dung, nếu não chúng ta mà không có xương thì sao ạ? Rất là nguy hiểm. Cho nên vai trò quan trọng của xương thứ hai đó chính là bảo vệ cơ quan của chúng ta. Cái thứ ba đó là nơi lưu giữ khoáng chất của cơ thể. Nên lưu giữ khoáng chất của cơ thể cho chúng ta. Ngoài xương ra thì còn một vài bộ phận khác trong cơ thể chúng ta cũng lưu trữ khoáng chất, ví dụ như là gan, vân vân. Vai trò thứ tư của xương đó chính là tạo máu. Tạo máu ngay tại ống xương tủy. Ống tay, ống chân chúng ta cũng có tủy, nhưng đó là tủy vàng. Và tủy đỏ là nơi chúng ta tạo máu cho cơ thể, tức là ngay vị trí của cột sống. Và đó là bốn vai trò quan trọng của xương. Đầu tiên, đó chính là định hình cái khung của cơ thể chúng ta, cái giá đỡ cho chính cái cơ thể này. Cái thứ hai, đó là bảo vệ các cơ quan bên trong. Cái thứ ba, đó là dự trữ khoáng chất. Cái thứ tư đó là tạo máu. Đó là vai trò của xương chúng ta. Và 206 xương đó định hình lại nên cái khung hình này, nó sẽ nối nhau một vị trí nào đó. Vậy là cái vị trí đó chúng ta gọi là khớp. Chúng ta gọi là khớp. Hai xương nối lại với nhau, vị trí nối đó gọi là khớp. Như là khớp cánh tay, ngón tay, chân, vân vân và vân vân. Rất là nhiều. Chỉ cần hai cái xương nối lại thì vị trí đó chúng ta gọi là khớp. Vì khớp sẽ chia làm 3 loại. Khớp sẽ chia làm 3 loại. Cái thứ nhất đó là khớp bất động. Đó là khớp não, cái vùng não của chúng ta. Cái vùng này mà động đậy thì sao ạ? Rất là nguy hiểm với tính mạng đúng không ạ? Cái khớp thứ hai, loại thứ hai đó là khớp bán động, tức là cái xương trục của chúng ta, cái cột sống như thế này dài xuống. Chúng ta chỉ cử động đơn thuần, đó là gập ra trước, ngửa ra sau, sang trái và sang phải. Khớp thứ ba là khớp linh động. Đó là ngay bàn tay, bàn chân, cánh tay của chúng ta rất là linh hoạt.
Chúng ta có thể xoay theo chiều 360 độ, 180 độ, vân vân, tùy theo cái động tác mà chúng ta làm, rất là linh hoạt. Rất là linh hoạt. Vậy thì chúng ta nhìn lại xương của con người chúng ta, một người trưởng thành có 206 xương với vai trò chính. Thứ nhất đó là định hình cái khung của cơ thể chúng ta, cái hình dáng này. Thứ hai là bảo vệ cơ quan bên trong. Và thứ ba đó là cái kho để lưu trữ khoáng chất. Và thứ tư đó là tạo máu. Và cái khung định hình nối lại với nhau theo các vị trí, các mối nối với nhau của hai đốt xương, nó gọi là khớp. Khớp được chia làm ba loại. Thứ nhất là bất động, thứ hai là bán động, và thứ ba là linh động. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cấu trúc của một cái khớp như thế nào. Đầu tiên, khớp đó là nối giữa hai cái xương lại với nhau. Hai cái xương lại với nhau. Hai xương lại với nhau. Và để cho cái việc cử động của hai cái xương này nó không bị tổn thương, thì trên đầu của mỗi cái xương nó có một cái chất, có một cái cấu tạo hình trắng rắn, để khi mà xương nó co duỗi linh hoạt hoạt động, không bị tổn thương, không bị cạ vào nhau. Và cái đó người ta gọi là sụn. Vậy thì khớp, cái vai trò đầu tiên chúng ta nhìn thấy được để bảo vệ cho xương không bị tổn thương, sụn đóng vai trò rất là quan trọng. Cho nên có thể nói rằng sụn là sinh mệnh của xương. Sụn là sinh mệnh của xương. Sụn là sinh mệnh của xương. Một cái xương muốn khỏe hay không thì đầu tiên cái sụn chúng ta phải quan tâm tới. Tiếp theo, để cho việc co duỗi của các khớp và các cái xương này nó linh hoạt và rất là trơn tru, thì chúng ta cần thêm đó là cái chất bôi trơn, hay còn gọi là chất hoạt dịch. Chất hoạt dịch. Và để bảo vệ chất hoạt dịch này, chúng ta có cái màng bao lại, đây là màng bao chất hoạt dịch. Màng bao chất hoạt dịch. Vì nhờ chất hoạt dịch này mà khớp cử động rất là linh hoạt, rất là trơn tru. Và chúng ta có thể nói rằng chất hoạt dịch chính là sinh mệnh của sụn. Chính là sinh mệnh của sụn. Và bao bên ngoài cái màng bao hoạt dịch này, đó chính là màng bao khớp. Màng bao khớp. Đó chính là màng bao khớp. Màng bao khớp. Và để cho cái xương của chúng ta nó hoạt động một cách rất là chắc chắn và nó chịu được lực rất là lớn, nó cần thêm cái dây chặt. Cái dây chặt. Nó cần thêm dây chặt. Và bao bên ngoài một cái hệ cơ dọc theo cái đốt xương này giúp cho chúng ta hoạt động rất là linh hoạt và chịu được lực tải lớn hơn. Cho nên chúng ta nhìn thấy một người rất là to con, có thể 70-80 kg, nhưng với cái khớp đó, nhờ cấu tạo hoàn chỉnh của cái khớp này, từ cái sụn ở trên đầu xương, chất hoạt dịch giúp hoạt động trơn tru, dây chằng, màng bao khớp và hệ cơ liên tục sẽ bảo vệ làm xương này chắc chắn. Và chúng ta có thể vận động và làm việc các động tác rất là phức tạp mà không làm tổn thương đến xương khớp của chúng ta. Vậy thì chúng ta nhìn lại, xương chúng ta có 206 xương nối lại với nhau tại các vị trí mối nối gọi là khớp. Vậy thì để cho khung xương của con người chúng ta khỏe, để cho khung xương của con người chúng ta khỏe, thì có phải là 206 xương này phải khỏe không ạ? 206 xương này phải khỏe. Và cái thứ hai, đó là ngay tại các vị trí nối, nó phải vững chắc với nhau, nó phải khỏe, thì lúc đó cái khung xương này nó mới khỏe được. Từng xương phải khỏe và từng cái khớp phải khỏe thì bộ xương này chúng ta sẽ khỏe. Bộ xương này chúng ta sẽ khỏe. Vậy làm thế nào để cho từng xương khỏe và từng cái khớp khỏe? Chúng ta sẽ vào nội dung chi tiết. Để làm rõ điều này thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại trong học phần đầu tiên mà chúng ta được anh Toàn chia sẻ, đó là quan niệm chuẩn về sức khỏe. Trong đó cái quan niệm thứ hai mà chúng ta được trao đổi, đó chính là dùng kiến thức để định hướng cho sức khỏe. Về phần này chúng ta cùng nhau nhìn nhận lại, nếu như kiến thức chúng ta mà có vấn đề, thì có phải rằng lĩnh vực nào đó mà kiến thức có vấn đề thì lĩnh vực đó chúng ta sẽ có vấn đề không ạ? Tương tự như vậy với sức khỏe, nếu như chúng ta kiến thức không chuẩn mực về một vấn đề gì đó mà liên quan đến sức khỏe của mình, thì sức khỏe chúng ta có thể sẽ bất ổn trong tương lai. Vậy thì đây, chúng ta cùng làm rõ một khía cạnh rất là nhỏ
mà bấy lâu nay chúng ta thường nhìn nhận nó thiếu sót đi. Ví dụ, đa phần chúng ta đều biết rằng thiếu sắt thường xuyên có phải là dẫn tới thiếu máu không ạ? Một người nào đó mà thiếu sắt thường xuyên một thời gian dài có phải là dẫn đến thiếu máu không ạ? Tuy nhiên, nếu như khi thiếu máu rồi mà chỉ dùng sắt thì sẽ không thể nào phục hồi được máu như ban đầu. Một người thiếu sắt thường xuyên và lâu dài thì có thể dẫn tới thiếu máu. Nhưng mà khi thiếu máu rồi mà chỉ dùng sắt, chỉ bổ sung khoáng chất sắt thì sẽ không thể nào tạo máu được như ban đầu. Bởi vì để tạo được máu không chỉ cần sắt mà còn cần phải có thêm chất đạm, cần phải có thêm vitamin nhóm B, đặc biệt là B6, B9 và B12. Và chúng ta đều biết một điều rằng tế bào hồng cầu được tạo, hay sâu sắc hơn, đó là hemoglobin được tạo là từ chất đạm. Chính chất đạm mới tạo được hemoglobin. Và khoáng chất sắt sẽ tham gia vào quá trình để chất đạm biến thành hemoglobin nhanh hơn. Vitamin nhóm B là chất xúc tác để quá trình chất đạm biến thành hemoglobin nhanh hơn. Vậy thì hemoglobin được tạo là phải từ đạm chứ không phải là sắt. Nhưng mà rất là đáng tiếc, rất là đau cho chúng ta, đó là khi thiếu sắt, khi thiếu máu, đa phần chúng ta chỉ được khuyến cáo là dùng sắt. Vì thế cho nên cái bệnh hay là cái tình trạng về thiếu máu chúng ta cải thiện tính tới hiện tại thì hiệu quả không cao. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu chuyên biệt một chút. Đó chính là chúng ta đều biết một điều rằng khi ai đó thiếu hụt canxi lâu dài, khi ai đó thiếu hụt canxi lâu dài thì có phải là dẫn tới loãng xương không ạ? Khi ai đó bị thiếu hụt canxi lâu dài thì có phải là dẫn tới loãng xương không ạ? Tuy nhiên, khi loãng xương rồi mà chúng ta chỉ dùng canxi thì vĩnh viễn bệnh loãng xương không cải thiện. Bằng chứng là thực tại chúng ta nhìn thấy với căn bệnh loãng xương thì chúng ta hỗ trợ dù cho liệu pháp gì tính tới hiện tại thì hiệu quả vẫn không cao. Chúng ta có dùng bao nhiêu hộp sữa chứa canxi đi chăng nữa thì bệnh loãng xương cũng chưa cải thiện. Nhưng mà trước khi loãng xương, dùng sữa chứa canxi thì có khả năng ngăn ngừa bệnh loãng xương. Vậy thì chúng ta nhìn lại, loãng xương là do đâu? Chúng ta đã nhìn nhận lại một cái thông tin rất là quan trọng. Đó là loãng xương thực sự nó không phải chỉ đơn thuần là thiếu canxi, mà là thiếu đi mật độ xương, hay còn gọi là tế bào xương. Ví dụ, chúng ta có một cái xương, một đốt xương, và đốt xương này nè, Vũ lấy ví dụ là đốt xương này, nó chứa là 100 tế bào xương quy định sự khỏe mạnh của xương. Vì một lý do gì đó, do lão hóa, lo bệnh tật hay chấn thương vân vân, thì 100 tế bào xương này suy giảm đi, còn khoảng 80, 70, 50 gì đó. Và khi chúng ta đi xét nghiệm, bác sĩ kết luận rằng chúng ta loãng xương. Vậy thì lúc này chúng ta nhìn nhận lại một khía cạnh, loãng xương nó không đơn thuần là thiếu canxi, mà là thiếu đi cái mật độ xương. Vậy thì khi và chỉ khi cái mật độ xương phục hồi lại như ban đầu, ví dụ là 100 như chúng ta vừa nói, thì cái bệnh loãng xương mới được cải thiện. Vậy thì mật độ xương hay tế bào xương được hình thành từ những gì? Thứ nhất đó chính là canxi. Và điều này chúng ta đều biết. Điều này chúng ta đều biết. Thứ hai đó là magie. Thứ ba đó là phosphor. Thứ tư đó là huyết tương. Thứ năm đó chính là collagen. Vậy thì mật độ xương hay tế bào xương nó phải cần canxi, magie, phosphor, huyết tương và collagen. Khi và chỉ khi năm thành phần này được đưa vào xương lúc nãy và một quá trình sinh hóa gì đó sản sinh lại cái mật độ xương như ban đầu là 100 theo ví dụ, thì chính thức bệnh loãng xương được cải thiện. Tuy nhiên, chúng ta đã quen một cái khía cạnh mấy lâu nay, đó là khi ai đó bị loãng xương, đa phần chúng ta được khuyến cáo là chỉ dùng canxi. Điều này không sai, nhưng để phục hồi lại mật độ xương thì rất là khó vì không đủ nguyên liệu. Và chính vì như vậy, tính tới hiện tại thì bệnh loãng xương vẫn chưa được cải thiện một cách triệt để. Để hình dung rõ nét hơn, chúng ta sẽ làm một ví dụ cụ thể để cả nhà dễ hình dung. Đó là mình lấy một cái ví dụ là cái ly cà phê sữa đá. Theo các anh chị thì ly cà phê sữa đá cần những nguyên liệu gì ạ? Để có một ly cà phê sữa đá, cái đầu tiên có phải là phải có sữa không ạ? Cái thứ hai là phải có cà phê. Cái thứ ba là phải có nước đá.
Cái thứ tư là có một ít đường nếu ai đó muốn ngọt thêm. Cái thứ năm là cái ly. Vậy đủ ly, một ít đường, sữa, cà phê, nước đá thì lúc đó chúng ta mới có ly cà phê, sữa đá. Nhưng nếu chúng ta chỉ lấy một trong những thành phần này, ví dụ chúng ta lấy ra sữa thì chúng ta chỉ có ly sữa. Chúng ta lấy ra cà phê thì chỉ có ly cà phê. Chúng ta lấy ra đường thì có ly đường. Chúng ta lấy nước đá thì có ly nước đá. Vĩnh viễn sẽ không có ly cà phê, sữa đá nếu như chỉ lấy một trong năm điều đó. Tương tự như vậy, với máu lại được hình thành từ sắt, đạm và vitamin nhóm B. Vậy thì nếu chỉ đơn thuần là sắt thì sẽ không thể nào tạo được máu. Mật độ xương hay tế bào xương lại cần là canxi, magie, phosphor, huyết tương và collagen. Vậy chúng ta chỉ lấy một trong những thành phần đó thì vĩnh viễn mật độ xương cũng không thể phục hồi lại trạng thái ban đầu. Thì cả nhà đồng ý quan điểm này không ạ? Ví như ly cà phê, sữa đá, để chúng ta rất là dễ dàng hình dung. Vì vậy, chúng ta phải nhìn lại, đó là để có được một sức khỏe xương khớp tốt thì từng xương chúng ta phải tốt và từng cái khớp nó phải tốt. Vậy thì xương được hình thành từ những nguyên liệu gì chúng ta đã vừa tham khảo với nhau. Và để bảo vệ cái xương này, đó chính là sụn. Sụn chính là sinh mệnh của xương, mà như chúng ta đã biết. Để cho việc cử động của xương khớp một cách linh hoạt nhưng lại không gây tổn thương cho xương, đó chính là vai trò của sụn. Vậy thì sụn được cấu thành từ các phân tử nước và collagen. Phân tử nước và collagen. Để cho sụn hoạt động một cách tốt hơn thì cần phải có cái chất bôi trơn. Chúng ta còn gọi là chất hoạt dịch. Thì nhờ chất hoạt dịch này, nó sẽ giúp cho các khớp nó linh hoạt với nhau, cử động một cách rất là trơn tru, mà sẽ không sinh ra những cái phản ứng, những cái biểu hiện như là đau, vân vân. Và để kiểm tra tình trạng xương khớp rất là đơn giản, cả nhà có thể kiểm tra tại chỗ với Vũ một cái trường hợp để kiểm tra xem là mình có đang có vấn đề về xương khớp hay không. Thứ nhất, chúng ta có thể ngồi thẳng lưng được không ạ? Các anh chị có thể là cùng kiểm tra với Vũ tại chỗ. Và mỗi anh chị sẽ biết được rằng mình có đang bất ổn về xương khớp hay không. Rất là đơn giản, chỉ cần chúng ta ngồi thẳng lưng lên. Sau đó chúng ta dở cái chân của mình lên, bất kỳ cái chân nào, với khoảng cách là khoảng hơn một tấc. Khoảng một tấc cách mặt đất, được không ạ? Sau đó chúng ta sẽ dùng cái động tác rất là cơ bản. Chúng ta đưa cái cẳng chân của mình như thế này. Chúng ta đưa nè, đung đưa cái cẳng chân liên tục. Cả nhà có hình dung được không ạ? Đưa như thế này, khoảng 10 cái, liên tục. Đung đưa giống như thế này. Các anh chị hình dung nha, đây là cái cẳng chân của chúng ta, cách mặt đất khoảng một tấc. Chúng ta đưa một cách tự do, từ trước ra sau, liên tục như vậy. Và nếu như trong khoảng 10 cái động tác đung đưa này, mà ai đó có biểu hiện như là nghe lụp cụp, chúng ta phát ra tiếng, thì đó là dấu hiệu của chúng ta đang có nguy cơ về khớp. Đó là một động tác rất là đơn giản để đây kiểm tra tình trạng xương khớp của bất kỳ ai. Chúng ta ngồi tại chỗ, chúng ta đưa cái chân của cẳng chân của mình lên cách mặt đất khoảng chừng một tấc và chúng ta đung đưa 10 cái. Nếu như ai đó phát ra tiếng động lụp cụp thì chúng ta đang có nguy cơ, có khả năng mắc bệnh xương khớp. Ngoài ra nếu kèm thêm dữ liệu khác, nếu ai ngoài 40 tuổi mà đung đưa như thế này mà chúng ta nghe lụp cụp nữa thì khả năng xương khớp cao hơn. Ai đó mà ngoài 40 tuổi mà có cái công việc làm hàng ngày của mình, đó là phải khuân vác vật nặng liên tục, thì chúng ta cũng có nguy cơ bệnh xương khớp cao hơn. Ai đó mà ngoài độ tuổi này, ngoài cái việc làm nặng ra mà có thói quen là thích uống rượu bia thường xuyên thì cũng có khả năng bệnh về xương khớp. Đó là một động tác kiểm tra rất là đơn giản để chúng ta có thể kiểm tra được là chúng ta có bị vấn đề xương khớp hay không. Cả nhà hình dung điều này không ạ? Cho nên sụn đó chính là sinh mệnh của xương. Chất hoạt dịch đó chính là sinh mệnh của
sụn. Vì vậy chất lượng của chất hoạt dịch rất là quan trọng, quyết định lên sức khỏe của xương khớp. Và để bao bọc được cái chất hoạt dịch này, chúng ta cần có thêm cái màng bao. Và trong sụn mình chúng ta nhìn trong cái màng cái bao khớp á, chúng ta thấy rằng này, rất là ít máu, thậm chí là không có máu. Cho nên máu sẽ chạy ở bên ngoài cái màng bao khớp và bao hoạt dịch này, và nhờ cái thẩm thấu vào cái màng bao hoạt dịch đó đưa những dưỡng chất vào trong cái chất hoạt dịch, và dưỡng chất đó thẩm thấu sẽ từ từ nuôi lại sụn khớp. Cho nên máu là một trong những cái thành phần cực kỳ quan trọng để giúp cho chất hoạt dịch này có thể tốt hay không. Và đó cũng chính là sinh mệnh của sụn. Đó cũng chính là sinh mệnh của sụn. Rồi, vậy thì chúng ta hình dung lại như thế này. Ở đây có phải rằng đa phần chúng ta đang xài xe gắn máy không ạ? À, thì theo khuyến cáo từ chuyên môn, có phải rằng là từ 1.500 cho tới 2.000 km là chúng ta phải thay nhớt một lần không ạ? Hoặc là tùy vào tính chất công việc của một ai đó, có thể tính theo thời gian là 1 tuần, 2 tuần hoặc là 1 tháng mà chúng ta thay nhớt. Vậy thì cái việc thay nhớt đó có phải rằng là chúng ta đang bảo dưỡng cho chiếc xe đó? Và nhờ thay nhớt đó mà các động cơ trong máy sẽ hoạt động một cách trơn tru hơn, và chúng ta sẽ sử dụng chiếc xe này một cách lâu dài hơn. Thì tương tự như vậy, chúng ta cứ hình dung đó là chất hoạt dịch nó giống như nhớt vậy đó. Vậy thì bao lâu rồi chúng ta chưa thay nhớt? Bao nhiêu km rồi chúng ta vẫn chưa thay? À, chúng ta thấy rằng là chúng ta hơi vô tâm không ạ? Và đa phần chúng ta đợi khi nhức mỏi rồi hoặc là có biểu hiện đau gì đó chúng ta mới bắt đầu quan tâm. Nhưng mà thường ngày chúng ta lại quên bảo dưỡng đi xương và khớp của mình. Rồi. Tiếp tục. Đó là cái cấu tạo bên ngoài cái màng bao hoạt dịch đó chính là cái màng bao khớp. Bao là cái khớp của chúng ta, bảo vệ cái khớp này khi chúng ta hoạt động, khi có những chấn động, những cái việc rất là nặng nề hoặc là những cái động tác phức tạp, thì nhờ cái hệ thống bao khớp đó cũng bảo vệ cho khớp của chúng ta. Tiếp tục, đó chính là cái dây chằng. Dây chằng. Nhờ dây chằng này mà có những động tác bất ngờ diễn ra, chúng ta vẫn không có cảm thấy tổn thương về xương. Và sau đó bao bọc dọc theo cái màng bao khớp và dây chằng này, đó chính là một hệ thống cơ xương rất là chặt, dọc như thế này, giống như một cái bó cơ rất là chặt. Và chúng ta thử hình dung đơn giản như thế này: nếu tại nhà của chúng ta mà chúng ta đang có một cái chồng đĩa chồng lên nhau, từng cái chiếc đĩa nó chồng lên nhau như thế này. Vậy thì nếu cái chồng đĩa này khoảng 5-10 cái gì đó mà để tự nhiên như vậy, thì có phải là chỉ cần một chấn động nhỏ, một cái rung động nhỏ, và cái rung động gì đó đủ lớn, thì có phải rằng cái chồng đĩa này nó sẽ bị sóc lên, có thể bị xê dịch, có thể bị vỡ đi, hoặc là sai đi cái vị trí ban đầu. Đúng không ạ? Nếu cái chồng đĩa này chỉ để bình thường, từng cái chồng lên nhau, thì một cái chấn động vật lý gì đó đưa vào mà đủ lớn, thì thứ nhất nó sẽ sai lệch vị trí ban đầu của từng cái chiếc đĩa nào đó, hoặc là cả chồng đĩa. Hai là có thể vỡ đi nếu chấn động quá mạnh. Mà để chúng ta thử hình dung nha. Nếu vẫn là cái chồng đĩa đó, nhưng chúng ta có sợi dây cột lại thì sao ạ? À, thì có phải rằng khi có sợi dây cột lại như vậy, thì chấn động đưa vào thì nó cũng sẽ ít xê dịch hơn, hoặc là có thể là nó an toàn hơn là chồng đĩa không có dây cột không ạ? Vậy thì nếu chúng ta có nhiều cái sợi dây hơn nữa cột vào cái chồng đĩa này, 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, vân vân, vậy thì có phải rằng nó sẽ chắc chắn hơn không ạ? Thì khi có chấn động vật lý đưa vào, cái chồng đĩa này nó sẽ bị chịch ra bên ngoài hơn, nó sẽ ít bị vỡ hơn so với chồng đĩa không có sợi dây. Đúng không các anh chị? Vậy thì những sợi dây đó, đó chính là dây chằng và cơ xương của chúng ta.
Vậy thì sinh mệnh của cái khớp này nó có bền vững hoạt động lâu dài hay không? Ngoài cái sụn, ngoài chất hoạt dịch giúp hoạt động trơn tru, thì dây chằng và hệ thống cơ đó là cái quyết định cho sinh mệnh của cái khớp. Tuy nhiên, đa phần khi chúng ta bất ổn về xương khớp hay ở đâu đó, chúng ta chỉ tập trung kiểm tra xương khớp mà chúng ta quên rằng chính cơ và dây chằng mới giúp cho xương và khớp của chúng ta có vững chắc hay không. Các anh chị cứ về kiểm tra đơn giản từ chính bản thân mình, những người thân mình, những người xung quanh mình. Đa phần là người lớn tuổi thì khi chúng ta rờ vào cái cột sống này, cái hệ thống cơ hai bên nó sẽ mềm hơn là so với khi chúng ta còn trẻ. Chúng ta rờ vào khớp gối của bản thân mình và của những người lớn tuổi thì có phải là cái hệ thống cơ dây chằng của khớp gối chúng ta nó chắc hơn so với người lớn tuổi không ạ? Vì vậy, nếu chúng ta nhìn nhận khía cạnh này một cách sai lệch đi, là chỉ lo tập trung chữa xương hoặc khớp khi có vấn đề bất ổn, mà chúng ta quên một điều rằng để cho xương này và khớp này có vững bền, hoạt động lâu bền hay không, thì cơ và dây chằng chính là cái để đảm bảo cái vấn đề đó. Cho nên ngoài việc hỗ trợ khiến ta bất ổn về xương khớp, thì hãy giúp Vũ một điều, đó là hãy nuôi dưỡng lại dây chằng và xương khớp, dây chằng và cơ, cái hệ thống cơ này một cách chắc chắn. Thì cái dây chằng và cơ chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có được cái sức khỏe khớp và xương tốt hơn. Còn khi mà xương chúng ta thiếu đi cái sự bảo vệ, sự bao bọc của dây chằng và cơ, hoặc là cái cấu trúc của cơ và dây chằng này nó yếu đi, thì xương chúng ta rất là dễ dàng bị lệch cấu trúc, rất là dễ dàng bị tổn thương do chấn thương vật lý, và cũng rất là dễ dàng bị tổn thương nếu như chúng ta có một cái động tác gì đó bất ngờ. Rất là nhiều anh chị, nếu như thỉnh thoảng đi đá bóng một lần, chúng ta không có vận động xương khớp, không có vận động cơ thể của mình, và nếu hệ thống cơ và dây chằng của ai đó đi đá bóng mà không được khỏe, thì có phải rằng rất là dễ dàng chúng ta bị trật chân, lật bàn đèn không ạ? Tức là lật cổ chân. Được không các anh chị? Hoặc là nếu như cơ chúng ta, dây chằng chúng ta không tốt, mà khi chúng ta vận động một cái vật gì đó nặng, khuôn vác, thì cũng rất là dễ đau ngay cái vùng bả vai này. Và nếu như cơ và dây chằng của chúng ta ngay vùng bả vai này không tốt, làm việc nặng, thì rất là dễ dàng bị sa khớp đi, tức là nó hở ra. Cho nên cơ và dây chằng đó chính là sinh mệnh của xương và cái khớp đó. Sinh mệnh của xương và cái khớp đó. Rồi, vì vậy, để cho từng cái xương, cho cái bộ xương của chúng ta khỏe mạnh, thì cái đầu tiên là từng cái xương chúng ta phải khỏe. Thứ hai là từng cái khớp chúng ta phải khỏe. Vậy thì xương được cấu tạo từ cái gì? Chúng ta hàng ngày chúng ta đưa dưỡng chất vào để nuôi dưỡng. Thứ hai, sụn được tạo từ gì? Chúng ta đưa vào cái dưỡng chất để hỗ trợ cho sụn. Cái thứ ba, chất hoạt dịch được tạo từ gì? Đưa vào đó. Màng bao hoạt dịch, màng bao khớp, dây chằng, hệ thống cơ. Và chúng ta đã nghe một số thông tin cơ bản về xương và khớp. Vậy thì tổng kết lại, xương khớp chúng ta sẽ có bao nhiêu loại bệnh? Xương khớp chúng ta có bao nhiêu loại bệnh? Nếu hỏi về câu hỏi này thì chúng ta liệt kê sẽ rất là nhiều đúng không ạ? Nào là thoái hóa khớp nè, rồi loãng xương, rồi viêm đa khớp, viêm khớp dạng thấp, vân vân và vân vân. Rất là nhiều những cái bệnh liên quan. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tập trung lại. Là bệnh về xương khớp chỉ có hai loại. Bệnh về xương khớp chỉ có hai loại. Một, đó là bệnh về xương. Hai, đó là bệnh về khớp. Xương khớp chỉ có hai loại bệnh. Một là bệnh về xương. Hai, đó là bệnh về khớp. Cho nên điều đầu tiên để hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho ai đó, các anh chị phải xác định là người ta đang bị bệnh về xương hay là bị bệnh về khớp. Ví dụ, chúng ta đều biết một điều, canxi là một trong những thành phần để hỗ trợ tái tạo lại cái tế bào xương. Nhưng người ta đang bị bệnh về khớp, tức là đang bị gì ạ? Đang bị tổn thương cái sụn, ví dụ vậy, về khớp, tức là bị sụn bị ăn mòn đi. Nhưng chúng ta cứ tập trung đưa canxi vào thì rõ ràng chúng ta biết một điều, đó là canxi nó không có tạo sụn. Vậy thì dĩ nhiên ai đó bị bệnh về khớp, tức là họ bị hao mòn, bị tổn thương cái vùng sụn,
mà chúng ta tập trung bổ sung liên tục canxi, dù hàm lượng bao nhiêu thì cái sụn đó cũng không phục hồi. Tương tự như vậy, người ta bị loãng xương, nhưng các anh chị lại liên tục đưa glucosamine vào. Vì chúng ta biết rằng glucosamine là thành phần để hỗ trợ tạo nên sụn. Nhưng glucosamine thì không tạo lại xương. Cho nên nếu người ta bị xương mà các anh chị tập trung đưa glucosamine liên tục thì vĩnh viễn cái xương cũng không phục hồi là như ban đầu. Cho nên điều đầu tiên chúng ta phải xác định là một ai đó, người nào đó đang bị bệnh xương hay là bệnh khớp, để chúng ta có giải pháp hợp lý. Cả nhà đồng quan điểm này không ạ? Và đó là về xương khớp thì chúng ta có hai loại bệnh, là bệnh về xương và bệnh về khớp. Vậy là bệnh xương hoặc là bệnh khớp là chia làm bao nhiêu loại bệnh nữa? Thì chúng ta tập trung lại, bệnh xương và bệnh khớp cũng chia làm hai loại bệnh. Dù là xương hay là khớp cũng chia làm hai loại bệnh. Thứ nhất, đó là bệnh về tổn thương. Đó là bệnh về tổn thương mà sinh ra. Thứ hai là bệnh về lệch chức năng, tức là sai lệch đi cấu trúc sinh học của xương hoặc là khớp. Thứ nhất, dù là xương hay là khớp đều có hai loại bệnh. Đó là tổn thương. Thứ hai đó là lệch chức năng. Ví dụ về bệnh xương thì xương có hai loại bệnh, đó là tổn thương xương hoặc là lệch chức năng xương. Về khớp thì cũng có hai loại bệnh, đó là tổn thương khớp hoặc là lệch chức năng khớp. Vậy là chúng ta đi vào chi tiết từng loại, đó là tổn thương do đâu. Tổn thương đầu tiên mà gần như chúng ta nhìn thấy quy luật của tự nhiên sinh lão bệnh tử, đó chính là do lão hóa mà sinh ra. Lão hóa mà sinh ra. Một ai đó bị lão hóa thì hoàn toàn có khả năng dẫn tới tổn thương khớp hoặc là tổn thương xương. Thứ hai, đó chính là do chấn thương vật lý, do tác động vật lý mà sinh ra. Một ai đó đang chạy xe ngoài đường hoặc bị một tai nạn gì đó diễn ra, mà nếu cái chấn thương nó ngay xương thì sinh ra tổn thương xương, mà ngay khớp thì sinh ra tổn thương khớp. Thứ ba, đó là chính cái cơ thể này nó tự làm cho cái xương hoặc khớp bị tổn thương. Người ta còn gọi đó là bệnh tự miễn, bệnh liên quan tới miễn dịch, mà căn bệnh chúng ta nghe rất là nhiều và hiện tại giải pháp đang rất là khó hỗ trợ, đó là viêm khớp dạng thấp. Đó là bệnh tự miễn, là do cái hệ miễn dịch của chúng ta nhận định sai lầm. Họ nhận định rất là sai lầm, đó chính là họ nhìn vào cái màng bao khớp mà bao hợp dịch, nó không cho là bạn, nó không cho là người đang bảo khớp của mình, mà nó coi là kẻ thù. Cho nên miễn dịch tấn công ngay vào cái màng bao hợp dịch, màng bao khớp đó, và dần dần làm viêm ngay tại vùng đó, tiếp tục đó làm cho chất hoạt dịch chúng ta bị kém chất lượng đi, bị viêm nhiễm theo, thiếu đi dưỡng chất và từ từ ảnh hưởng tới làm hao mòn sụn. Đó là nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân thứ tư mà dẫn tới bệnh tổn thương, đó chính là do cái chính cái cơ quan nội tạng của chúng ta nó sinh ra. Cho chính cái cơ quan bên trong này nó bất ổn và sinh ra các bệnh liên quan tới xương hoặc là khớp. Như các anh chị đã được tham khảo với học phần hiểu về cơ thể của con người theo nguyên lý đông y mà anh Toàn đã chia sẻ. Về ứng dụng ngũ hành và đông y, chúng ta đã được chia sẻ về ngũ thể của cơ thể này. Có phải rằng gân là do lá gan quy định không ạ? Cơ có phải là do tỳ quy định không ạ? Xương có phải là thận quy định không ạ? Vậy theo khía cạnh khái niệm về chuẩn mực đông y này thì chúng ta phát hiện ra nếu như gan, tỳ hoặc là thận bất ổn thì hoàn toàn chúng ta có thể bất ổn về xương khớp. Và một trong những căn bệnh mà chúng ta hiện tại đang gặp rất là nhiều mà người ta còn gọi là bệnh nhà giàu, đó là bệnh gút. Đó là bệnh gút. Và bệnh gút thì đa phần chúng ta được nghe một từ rất là dễ hiểu, một từ rất là phổ biến, đó chính là dư đạm, đúng không ạ? Thực sự thì từ dư đạm này nó vẫn chưa thể hiện được đúng bản chất vấn đề của cái bệnh gút. Mà từ thuật ngữ chính xác dành cho từ này đó chính là rối loạn chức năng hấp thu và chuyển hóa đạm, chứ không phải là dư đạm. Nhưng do bệnh này ngày hôm nay quá nhiều, rồi bệnh nhân ngày càng đông, bác sĩ không có thời gian để nói rõ với chúng ta, cho nên nó rất là ngắn gọn là dư đạm,
để chúng ta dễ hình dung. Nhưng về bản chất thực sự của căn bệnh này, nó gọi là rối loạn chức năng hấp thu và chuyển hóa đạm. Bởi vì đơn thuần chúng ta thấy, đa phần xã hội ngày hôm nay chúng ta ăn thiếu đạm. Để làm rõ điều này, chúng ta lấy một cái ví dụ để chúng ta dễ hình dung. Đó là chúng ta lấy ra 100g thịt bò. Chúng ta lấy về đạm nha, 100g thịt bò. Thì trong 100g thịt bò này chắc chắn nó sẽ có đạm. Và chắc chắn nó cũng sẽ có nước, nó cũng sẽ có chất béo, và nó cũng sẽ có một vài cái vi chất khác. Vậy thì trong 100g thịt bò này, chúng ta chỉ lấy chuyên biệt về đạm thôi, thì nó được 21g đạm. Và chúng ta đưa vào hệ tiêu hóa của mình, đưa vào miệng này, nhai nuốt vào phân, và phân giải ra, quá trình tiêu hóa để hấp thu vào cơ thể của mình. Thì thông qua hệ tiêu hóa, chỉ số hấp thu là khoảng 20-30%. Về thịt bò, thì chỉ số hấp thu đạm của thịt bò là 92%, hay gọi là 0.92. Vậy thì thực nhận của cơ thể chúng ta khi ăn thịt bò, nếu như hệ tiêu hóa tốt và thịt bò chất lượng, thì 100g thịt bò chứa 21g đạm, thực nhận cho cơ thể này chỉ có 5.8g. Về nhu cầu đạm hàng ngày, chúng ta đều biết, căn cứ vào trọng lượng cơ thể của con người để dễ bình quân, dễ tính. Đó là cứ 1kg trọng lượng của cơ thể con người thì tương ứng với 1g đạm bổ sung. Chúng ta nói như vậy để dễ hình dung. Tuy nhiên, nếu ai đó là vận động viên thì cần có lượng đạm nhiều hơn. Trong quá trình trẻ nhỏ phát triển lên cũng cần nhiều hơn lượng đạm. Nhưng để dễ hiểu, dễ nhớ thì chúng ta lấy bình quân 1kg trọng lượng cơ thể cần 1g đạm bổ sung hàng ngày. Vậy thì 100g thịt bò chúng ta hấp thu thực nhận vào cơ thể mình chỉ 5.8g. Một người trưởng thành 50kg cần 50g đạm mỗi ngày. Trong khi 100g thực nhận 5.8g. Vậy thì có phải là hàng ngày chúng ta ăn khoảng gần 1kg thịt bò thì mới đủ đạm không ạ? Cho nên đa phần chúng ta đang thiếu đạm. Vì vậy, bệnh gút thực sự không phải là bệnh dư đạm, mà là bệnh rối loạn chức năng hấp thu và chuyển hóa đạm. Nguyên nhân thực sự từ đâu? Đó là do nhân purin có trong thịt đỏ. Nó sẽ chuyển hóa thành axit uric. Và chính axit uric này nó sẽ bám trên đầu khớp chúng ta, tạo thành muối urat. Và nó làm tổn thương đến cái vùng khớp mà chịu trực tiếp, đó là ngay cái sụn của chúng ta. Chúng ta thử hình dung một cái đơn giản. Đó là bất kỳ cái vật dụng gì ở nhà của chúng ta mà nếu có muối đóng vào đó, bám vào đó, thì có phải nó sẽ nhanh hư không ạ? Vâng, sẽ nhanh hư hơn. Vậy thì cái khớp của chúng ta mà có muối đóng vào thì sao ạ? Chắc chắn nó cũng nhanh hư hơn. Đó chính là bệnh bị gút. Vậy thì bệnh tổn thương sinh ra do một trong những cơ quan trong cơ thể chúng ta bất ổn đi về chức năng của nó mà sinh ra. Ví dụ như bệnh gút thì liên quan trực tiếp tới chức năng gan. Vì gan liên quan mật thiết đến chức năng hấp thu và chuyển hóa đạm. Cho nên với ai đó đã bị vấn đề về gút, các anh chị đã theo lộ trình của y bác sĩ nào đó, hãy cứ theo. Nhưng hãy ngầm giúp đỡ và hiểu sâu sắc thêm một điều, đó là phục hồi lại chức năng gan của chúng ta. Mà chính xác đó là chức năng hấp thu và chuyển hóa đạm. Thì có như vậy, cái căn bệnh gút này sinh ra cái sự tổn thương ngay tại vùng khớp và lâu dần sẽ tổn thương đến xương mới có thể được khả năng hỗ trợ cao hơn. Này, đó là nguyên nhân bệnh đầu tiên của xương và khớp, đó là tổn thương. Đó là do lão hóa, do vật lý mà sinh ra, do tự miễn trong cơ thể là chức năng của hệ miễn dịch. Thứ ba là chính cơ quan của chúng ta. Mà theo khía cạnh đông y, liên quan trực tiếp đến gan, tỳ và thận. Gan, tỳ và thận. Tiếp theo, loại bệnh thứ hai của xương hoặc là khớp, đó chính là lệch chức năng. Lệch chức năng mà sinh ra. Lệch chức năng mà sinh ra. Ví dụ, đó là vẹo cột sống. Như là thoát vị để điểm. Như là trượt đốt sống. Vân vân và vân vân. Rồi, vì tổng kết lại, xương và khớp chỉ có hai loại bệnh. Một, đó là bệnh về xương. Hai là bệnh về khớp. Xương hoặc khớp thì cũng có hai loại bệnh giống nhau. Một là tổn thương mà sinh ra bệnh. Hai, đó là lệch chức năng mà sinh ra bệnh. Vậy thì chúng ta hình dung thử xem nha.
nếu mà cái người nào đó bị lệch chức năng về lâu về dài, có thể sinh ra tổn thương không ạ? Hoàn toàn có khả năng. Nếu lệch chức năng về lâu về dài, có khả năng sinh ra tổn thương. Và ngược lại, nếu ai đó bị tổn thương lâu dài, thì hoàn toàn có khả năng sinh ra bị lệch chức năng không ạ? Hoàn toàn có khả năng. Ví dụ như là đốt xương nó bị tổn thương, bị thoái hóa đi, làm cho đốt xương nó bị xẹp đi, thì có phải rằng cái cấu trúc xương về mặt sinh lý nó không còn thẳng như ban đầu mà sẽ bị chịch đi không ạ? Có thể bị nghiêng một bên nào đó, hoặc có thể sinh ra gai mà lâu dần làm cho nó vẹo đi cái cột sống này, hoặc là sai lệch đi cấu trúc sinh học của xương ban đầu. Vì vậy đa phần ở người lớn tuổi đều mắc cả hai cái chứng bệnh này, đó là vừa tổn thương vừa lệch chức năng, hoặc vừa lệch chức năng vừa tổn thương. Tuy nhiên với các bạn trẻ, nếu như căn bệnh của chúng ta lâu dài mà chúng ta kéo dài một khía cạnh nào đó của một loại bệnh này, hoàn toàn có thể dẫn tới loại bệnh thứ hai. Một trong những thực trạng xã hội mà chúng ta gặp rất là nhiều, đó chính là ngồi học sai tư thế. Như thế này. Trẻ ngồi sai tư thế ngay từ nhỏ, mà chúng ta lại quên điều chỉnh đi cái tư thế này cho trẻ. Hoặc điện thoại như thế này, vân vân và vân vân. Chúng ta sai đi rất là nhiều và không quan tâm tới cái tư thế ngồi của con mình. Mà lâu dần như vậy sẽ ảnh hưởng tới cái lệch chức năng đầu tiên của các bé. Bàn, ghế nó phải phù hợp với vị trí của ánh nhìn, của vị trí của gác tai. Một trong những vị trí mà chúng ta nhìn thấy, một trong những cái bệnh liên quan, đó là những cái anh làm IT, vị trí con chuột nè, cầm nó cũng khác nè, lâu dần sẽ làm tổn thương đi, ảnh hưởng tới bệnh xương khớp, vân vân và vân vân. Cho nên vị trí ngồi phải điều chỉnh ngay từ nhỏ. Vị trí nào là phù hợp, ngồi ra sao là đúng, để làm tránh cái tổn thương dồn lên cái cột sống của chúng ta, dồn lên xương của chúng ta. Chúng ta phải điều chỉnh ngay từ nhỏ. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới ngăn ngừa lệch chức năng ngay từ ban đầu. Còn khi đã lệch chức năng ngay từ nhỏ thì còn trẻ thì chúng ta rất là dễ uốn nắn. Mình cứ hình dung đơn giản để hình thành định hình cái khung hình, một hình dáng gì đó của một cái cây kiểng, thì có phải rằng khi cái cây đó còn trẻ, còn non thì chúng ta rất là dễ uốn nắn không ạ? Nhưng nếu cây đã lớn rồi thì uốn nắn như thế nào ạ? Rất là khó. Phải uốn từ từ và cần rất nhiều thời gian. Tương tự như vậy với xương của chúng ta, của ai đó ngay từ ban đầu khi còn rất là trẻ, thì nếu có lệch chức năng hay là bị tổn thương đi, hoàn toàn có thể điều chỉnh lại một cách nhanh chóng. Nhưng để lớn tuổi rồi, đợi nặng rồi chúng ta mới lo thì rất là khó. Chúng ta có thấy khi ai đó còn trẻ, nếu lỡ như có chấn thương bị ảnh hưởng về vùng xương khớp thì nhanh phục hồi hơn người lớn tuổi không? Còn với những ai đã lớn tuổi, chúng ta nhìn thấy chỉ cần chấn thương vùng xương, gãy chân, gãy tay gì đó thì đã nằm một chỗ rồi, rất là khó để phục hồi như ban đầu. Cho nên hãy quan tâm xương của mình khi chúng ta còn có sức khỏe xương khớp. Được không ạ? Dạ, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Vì tổng kết lại về xương khớp, xương chúng ta có 206 xương, với vai trò quan trọng đó là hình thành cái khung, cái định hình cái khung này của chúng ta, làm cái giá đỡ, định hình cơ thể con người. Thứ hai, đó là bảo vệ cơ quan bên trong. Thứ ba, đó là dự trữ khoáng chất. Thứ tư, đó là tạo máu. Và nối lại với nhau tạo thành các khớp. Khớp chia làm ba loại: bất động, bán động và linh động. Cấu tạo của một cái khớp, nối của hai xương, đó là khớp. Bảo vệ xương này tránh tổn thương là nhờ sụn. Sụn là sinh mệnh của xương. Để cho hoạt động trơn tru, không ảnh hưởng, và tránh những cái tổn thương cho sụn cũng như xương thì nhờ có chất hoạt dịch, gọi là chất bôi trơn. Thì chất hoạt dịch là sinh mệnh của sụn. Màng bao chất hoạt dịch là sinh mệnh của chất hoạt dịch. Màng bao khớp là sinh mệnh của các thứ này. Rồi, hệ thống dây chằng và cơ làm cho xương cốt của chúng ta, khớp của chúng ta chắc khỏe, chịu được lực tốt hơn. Vì vậy, để cho khung xương của con người chúng ta khỏe mạnh,
thì từng cái xương trong 206 xương này phải khỏe. Từng cái khớp trong tất cả các khớp của cơ thể này, từ khớp ngón tay, cổ tay, cánh tay, khớp chân, khớp háng, khớp ngay đốt sống, đều phải khỏe thì khung xương này chúng ta mới khỏe. Về xương khớp có hai loại bệnh. Thứ nhất là bệnh về xương. Thứ hai là bệnh về khớp. Bệnh về xương thì tập trung chữa xương, bệnh về khớp thì tập trung chữa khớp. Phải xác định rõ ràng cái đó, nếu không chúng ta dễ dàng sai lầm. Xương hoặc là khớp chỉ có hai loại bệnh. Một, đó là tổn thương. Hai là lệch chức năng. Tổn thương thì có bốn nguyên nhân chính. Thứ nhất là do lão hóa mà sinh ra. Thí dụ như là loãng xương, thoái hóa xương, vân vân. Thứ hai là do chấn thương vật lý mà sinh ra tổn thương. Cái chấn động đó, chấn thương đó ngay tại xương thì sinh ra tổn thương xương, ngay khớp thì sinh ra tổn thương khớp. Thứ ba là do chính cái bệnh tự miễn là hệ miễn dịch sinh ra. Thứ tư là cơ quan nội tạng sinh ra mà sinh ra tổn thương. Thứ hai, đó là bệnh lệch chức năng. Lệch chức năng liên quan tới vẹo đốt sống, trượt đốt sống, thoát vị giữa điện, vân vân. Vậy thì giải pháp cho từng loại bệnh là như thế nào? Về tổn thương. Tổn thương thì chúng ta phải bù đắp. Tổn thương thì chúng ta phải bù đắp. Với học phần thứ hai và buổi livestream thứ hai mà chúng ta có nghe anh Toàn chia sẻ rồi, đó là tại sao con người bệnh? Tại sao con người bệnh? Thì vì tổn thương này nó sẽ liên quan trực tiếp đến vấn đề này. Có phải là do lượng tế bào sinh ra và chết đi, nó mất đi cái sự cân bằng mà sinh ra bị bệnh tại đó không? Thì việc tổn thương này, đó chính là cái lượng tế bào của vùng khớp hoặc là vùng xương, nó chết đi, nó tổn thương một cách làm cho mất đi cái sự cân bằng, cho nên sinh ra tại xương và khớp. Vậy thì để hỗ trợ cho bệnh xương hoặc khớp về bệnh tổn thương thì giải pháp của chúng ta như sau. Thứ nhất, đó là giảm các tác nhân gây hại cho xương hoặc là khớp. Giảm các tác nhân gây hại cho xương hoặc là khớp. Vậy thì cái gì liên quan tới tác nhân gây hại cho xương khớp ạ? Thứ nhất, đó là tránh cái việc mà chúng ta khuân vác vật nặng không đúng tư thế. Đặc biệt là chúng ta khòm xuống như thế này mà chúng ta nghiêng vật nặng lên, thì áp lực của vật nặng đó sẽ dồn lên cái cột sống của chúng ta rất là lớn. Cho nên chúng ta phải dùng cái lực của cánh tay, của xương đùi, của cơ toàn thân này nâng cái vật đó lên. Đó là tư thế đúng khi nhấc vật. Thứ hai, đó là tư thế khi chúng ta nằm ngủ. Nếu chúng ta nằm ngửa thì gối chúng ta thấp thôi. Bởi vì nếu gối chúng ta cao quá thì sẽ làm cho cái đốt sống cổ của chúng ta nó sẽ hơi cao so với cái đốt sống lưng. Và lâu dần như vậy nó sinh ra các bệnh tổn thương ngay tại cái vùng đốt sống cổ và dẫn tới lệch chức năng. Còn nếu chúng ta nằm nghiêng một bên, bên trái hay bên phải, thì cái gối chúng ta phải cao một tí. Làm sao cái khoảng cách mà từ cái đầu của chúng ta, mình hình dung như thế này, khi chúng ta nằm nghiêng, thì có phải là khoảng cách của bả vai này lên cái đầu chúng ta là một khoảng cách rất lớn không ạ? Cho nên cái gối phải bằng với khoảng cách từ cái vai sang cái cổ. Tại vì nếu nằm nghiêng như vậy mà khoảng cách của gối và vai nó bằng như, nó bằng cái khoảng cách của nhau, thì lúc đó khi chúng ta nằm nghiêng, cái xương sống của ta và cổ của ta nó vẫn trên một đường thẳng và không bị tổn thương. Còn nếu thấp quá thì như thế này, nó sẽ vẹo đi cái cột sống cổ của chúng ta và lâu dần nó sinh ra tổn thương và chèn ép. Và biểu hiện dễ thấy nhất là ai có tình trạng này nè, là ngủ không đúng cách, tư thế sai hoặc là gối thấp quá nếu nằm nghiêng, thì cứ mỗi sáng thức dậy chúng ta đều tê cái bả vai dọc cánh tay dài xuống, rồi nhức mỏi bả vai, lâu dần cái đau cái vùng cổ. Cho nên ngủ cũng phải đúng tư thế. Thứ ba, đó là trên bàn làm việc của chúng ta, thứ nhất là lưng ngồi thẳng. Thứ hai, tầm mắt của chúng ta tới cái máy vi tính hay tới cái vật dụng chúng ta nhìn, ví dụ là điện thoại, phải ngang tầm như thế này, không quá thấp, không quá cao, để không ảnh hưởng tới cái chức năng của cái xương của chúng ta. Và đó cũng là tư thế mà chúng ta dặn cho con chúng ta khi ngồi học bài hoặc làm việc cái gì đó. Vâng vâng. Một vài cái biểu hiện
một vài cái thói quen sinh hoạt chúng ta hàng ngày cũng làm tổn hại đến xương. Ví dụ như là thức khuya, ví dụ như là uống rượu nhiều. Vì đó là những cái thói quen ảnh hưởng rất là lớn đối với xương khớp. Rồi, sau đó chúng ta phải tăng cường vận động thể dục thể thao hỗ trợ cho xương khớp của chúng ta. À, với khóa học, với buổi livestream đầu tiên thì chúng ta đã nhận được rất nhiều cái ebook thuộc dân gian rồi. Thì các anh chị giúp Vũ, đó là cái chúng ta tập hàng ngày về các bài thông kinh lạc như thế này. Nó giúp cho máu huyết của chúng ta lưu thông. Và vấn đề này tập trung hàng đầu giúp Vũ với căn bệnh về tổn thương. À, lúc nãy Vũ cũng quên nhắc điều này. Đó chính là tập trung hàng đầu của bệnh về tổn thương, đó là phải tạo máu lại. Máu là quan trọng hàng đầu đối với xương. Máu là quan trọng hàng đầu đối với xương. Bởi vì khi máu được tạo ra, máu sẽ ưu tiên nuôi não, nuôi cơ rồi mới tới nuôi xương. Vì vậy nếu ai đó thiếu máu não thì chúng ta hãy cứ nhìn lại, hơn 90% những người thiếu máu não đều có bệnh xương khớp. Bởi vì máu ưu tiên sẽ nuôi não rồi đó tới nuôi cơ mới tới nuôi xương. Vậy thì đang thiếu máu não thì lấy gì có lượng máu để mà nuôi xương. Cho nên về bệnh tổn thương, ưu tiên hàng đầu những cái gì đó chúng ta ăn vào hoặc là nguyên liệu gì đó mà tạo được máu để nuôi dưỡng xương, thì cái đó là cái ưu tiên trước khi chúng ta đưa nguyên liệu vào. Bởi vì chúng ta nhìn thấy một ai đó bị bệnh về xương khớp, ví dụ là cái khỉu tai này đi, vậy thì tại sao cũng cùng là một loại thuốc mà tại sao có người hết có người không? Đơn giản một điều chúng ta thấy, chúng ta cầm thuốc hay một cái dinh dưỡng gì đó đâu phải trực tiếp mà nhét vô cái chỗ tổn thương ngay khớp tai, mà có phải chúng ta đưa vô miệng mình không ạ? Sau đó thông qua hệ thống tiêu hóa này, rồi dưỡng chất được đưa vào máu, xong mới vận chuyển tới cái nơi tổn thương đó thì nó mới phục hồi. Vậy thì nếu máu không đủ thì dưỡng chất đó, thuốc đó làm sao tới được cái chỗ tổn thương mà bù đắp? Cho nên máu là ưu tiên hàng đầu. Khi máu đủ rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đưa dưỡng chất vào, được không ạ? Và một vài lưu ý thêm với những ai đang bệnh về tổn thương hay bệnh lệch hay cũng tổn thương mà đang ví dụ như là thoái hóa hay gai hay là gì đó vân vân, mà đang quá nặng ký, trọng lượng mình quá lớn, thì ưu tiên hàng đầu là giảm cân, đặc biệt là những ai đang có vấn đề về khớp gối và cái cổ chân. Bởi vì cái gối và cái cổ chân này nó đang chịu trọng lượng toàn bộ của cơ thể chúng ta, mà chúng ta đang quá nặng thì áp lực đó sẽ ngày một nhiều hơn, và chắc chắn nó làm cái bệnh đó sẽ chuyển biến xấu hơn trong tương lai. Cho nên điều đầu tiên là chúng ta phải giảm cân đối với những ai với trọng lượng cao. Cái thứ ba của vấn đề giảm đi cái việc tổn thương tế bào xương, ngoài cái việc là gì, tránh những cái tác nhân gây hại cho xương, những cái sinh hoạt lành mạnh lại, chúng ta còn phải tăng cường cái công năng đào thải của cơ thể này đây. Cái thứ tư là chúng ta phải tăng cường lại hệ miễn dịch của chính cơ thể này. Khi bốn điều này được diễn ra thì sự tổn thương về xương sẽ được giảm bớt, hoặc là sẽ không tổn thương nữa. Tuy nhiên, mặc dù có thể giảm bớt việc tổn thương hoặc không tổn thương nữa, nhưng đã tổn thương rồi đúng không ạ? Cho nên bước tiếp theo để phục hồi và hỗ trợ cho các bệnh về tổn thương của xương hoặc khớp, đó chính là chúng ta phải bù đắp lại, tăng sinh cái lượng tế bào mới thay thế lại cái việc thiếu hụt đó, bằng cách rất đơn giản. Câu hỏi mà với buổi livestream thứ hai chúng ta đã được hỏi rất là nhiều, đó là tế bào ơi anh cần gì. Vậy lần này là tổn thương xương đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần hỏi đơn giản, đó là tế bào xương ơi anh cần gì, thì chúng ta đưa cái đó vào. Thế là tế bào xương sẽ trả lời: tôi cần oxy, tôi cần nước và tôi cần dinh dưỡng. Vậy thì dinh dưỡng cho xương là gì? Chúng ta được tham khảo phía trên, đó là canxi, magie, phospho, huyết tương và collagen. Vậy thì sụn thì chúng ta cần đó chính là glucosamine. Chất hoạt dịch để được tốt thì chúng ta cần phải có lượng máu để nuôi dưỡng thẩm thấu vào, cần thêm có omega 3 để thẩm thấu tốt hơn. Dây chằng thì chúng ta cần có thêm chất đạm và vitamin E. Cơ thì chắc chắn đó là đạm rồi, đúng không ạ? Rồi, đó là hỗ trợ cho các bệnh về tổn thương xương hoặc là khớp.
giải pháp cho bệnh tổn thương xương và khớp, đó là giảm sự tổn thương và sản sinh cái mới để bù đắp. Rồi, vậy thì với loại bệnh thứ hai là bệnh lệch chức năng thì sao ạ? Lệch chức năng thì ưu tiên hàng đầu đó là chỉnh sửa. Đó là chỉnh sửa. Lệch chức năng thì cái ưu tiên hàng đầu đó là chỉnh sửa. Không có loại thuốc nào trên đời này uống mà cho chức năng nó trở lại như ban đầu. Và chúng ta rõ ràng chúng ta thấy uống cái gì để cuộc sống nó không vẹo ạ? Uống cái gì vào để cái địa điểm nó đưa vô lại ạ? Uống cái gì để cái đốt sống nó trượt ra ngoài mà dược vô lại ạ? Không có. Mà chỉ có tác động là chỉnh sửa. Cho nên ưu tiên hàng đầu của các bệnh về là chức năng đó là chỉnh sửa. Rồi sau đó, sau khi chỉnh sửa rồi chúng ta mới nuôi dưỡng phục hồi lại. Và ưu tiên hàng đầu của bệnh là chức năng sau khi chỉnh sửa là nuôi dưỡng cơ và dây chằng. Tiếp theo chúng ta xem lại là có bị tổn thương không. Nếu có tổn thương thì tiếp tục nguyên lý phía trên. Được không ạ? Rồi, vậy là rất là đơn giản. Xương khớp chỉ có hai loại bệnh. Bệnh xương hoặc bệnh khớp. Và xương hoặc khớp cũng chỉ có hai loại bệnh, đó là tổn thương hoặc là lệch chức năng. Tổn thương thì bù đắp bằng cách là giảm đi cái sự chết đi của tế bào và bù đắp lại cái sự khiếm khuyết. Lệch chức năng thì ưu tiên hàng đầu đó chính là chỉnh sửa sai sót đó, chỉnh sửa cái lệch đó như ban đầu, sau đó nuôi dưỡng cơ và dây chằng. Bước tiếp theo là xem cái việc lệch chức năng đó lâu dài nó làm tổn thương không. Nếu mà có tổn thương thì tiếp tục theo lý hỗ trợ cái việc tổn thương. Được không ạ? Rồi. Vậy thì đơn giản xương khớp có bao nhiêu ạ? Chúng ta hình dung rất là rõ nét. Còn nếu nói về chuyên biệt thì rất là phức tạp. Trong buổi livestream ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ luôn cho các anh chị đang theo dõi những cái bài tập để hỗ trợ cho các anh chị làm việc văn phòng. Có phải rằng những người đang làm việc văn phòng là những người mà thường xuyên có những cái biểu hiện bất ổn sức khỏe không? Đặc biệt là xương khớp, như là đau mỏi vai gáy nè, lưng nè, rất là nhiều. Vậy thì một vài động tác cơ bản hàng ngày ngay tại chính cơ quan của mình, chúng ta chỉ cần khoảng 5 phút thôi. Với 5 phút này chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa một số bệnh về xương khớp trong tương lai. Và chúng ta sẽ cùng đến với người hỗ trợ của Vũ, sẽ cùng chia sẻ với các anh chị các bài tập cho những anh chị làm việc văn phòng ngăn ngừa các tình trạng đau mỏi tổn thương xương hoặc năng xương. Và xin mời anh chị cùng đến với phần hướng dẫn các bệnh các. Rồi, các anh chị hình dung bạn Phụng là một người đang làm việc văn phòng. Ngồi một tư thế rất là thẳng như thế này. Bài tập đầu tiên để có thể hỗ trợ cho những người làm việc văn phòng có được cái sức khỏe về xương khớp ổn. Bài tập đầu tiên đó là bài tập ngăn ngừa cái việc thoái hóa cái vùng đốt sống cổ. Rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần làm một vài động tác. Nó đơn giản lắm. Đơn giản nổi mà không thể đơn giản hơn được. Tuy nhiên chúng ta cần phải có cái động tác chuẩn mực và cái thời gian tập chúng ta đúng đắn. Động tác đầu tiên rất đơn giản, ngồi thẳng người lên. Chúng ta ngồi thẳng lưng. Từ từ chúng ta sẽ nghiêng đầu sang bên trái. Nghiêng thật là chậm cho đến nỗi cái cơ chúng ta sẽ căng ra hết cỡ, chứ không phải là căng cái xương mà là căng cái cơ vùng cổ này hết cỡ ra. Khi hết cỡ rồi chúng ta sẽ đếm 8 đến 8 giây. 1 2 3 4 5 6, 7, 8. Rồi trở lại vị trí ban đầu. Chúng ta tiếp tục nghiêng sang bên phải. Thật chậm. Đến nỗi mà cái cơ ta căng hết cỡ ra về phía bên phải. Cái cơ vùng cổ ta căng hết cỡ ra. Khi hết cỡ, hết mức rồi, chúng ta cũng thầm đếm từ 1 cho đến 8. Các anh chị cứ tập đi ạ. Sẽ cảm thấy là rất là khác biệt so với các động tác. Mặc dù chúng ta rất quen đúng không ạ? Nhưng khác biệt về thời lượng mà chúng ta tập trước đây. Giờ đến 8 trở lại vị trí ban đầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ cúi đầu xuống. Hai vai vẫn thẳng nha. Từ từ cúi xuống. Cúi đến nỗi mà cái cơ của cái vùng phía sau chúng ta căng ra hết cỡ. Khi căng hết cỡ rồi, chúng ta cũng đếm từ 1 đến 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta ngẩng đầu từ từ lên. Tiếp tục, chúng ta ngã ra phía sau. Từ từ, từ từ. Cho cái cơ, cái vùng cổ phía trước này căng ra hết mức. Căng ra hết mức, căng cơ nha, chứ không phải căng cái xương. Cũng đếm từ 1 cho tới 8. Rồi, trở lại vị trí ban đầu. Chúng ta sẽ tập động 4 động tác đơn giản này. Sang trái, sang phải, cúi xuống, ra phía sau 3 đến 5 lần. Nếu không có thời gian thì tập 1 lần. Nhưng khuyến khích nên tập 3 đến 5 lần. Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ tập động tác xoay cổ. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Lưu ý là động tác này xoay hết mức căng cơ có thể của vùng cổ. Được, chúng ta xoay chiều kim đồng hồ. Rồi, ta xoay khoảng 4 vòng. Xoay thật là chậm. Thật là chậm. Thật là chậm. Thật là chậm. Xoay theo chiều kim đồng hồ hết mức có thể của việc căng cơ cổ. Rồi, sau đó chúng ta trở lại vị trí ban đầu. Và chúng ta xoay ngược lại theo chiều kim đồng hồ cũng 4 lần như vậy. Được không ạ? Ngược chiều kim đồng hồ 4 lần như vậy. 4 vòng như vậy. Đó là động tác ngăn ngừa các bệnh mỏi, đau mỏi vai gáy và cái vùng cổ. Tiếp theo là động tác hỗ trợ cho cơ vai của chúng ta. Cho cơ vai của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta thẳng lưng lên. Hai tay chúng ta sẽ đâu lại với nhau và đưa lên cao. Bẻ ngược lại cánh tay lại. Căng hết cỡ lên. Căng hết cỡ lên. Căng hết cỡ lên phía trên. Và chúng ta đếm từ 1 cho tới 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi. Tiếp theo, một tay chúng ta sẽ đưa ra phía trước. Tay còn lại chúng ta sẽ nắm lấy cái bàn tay đưa ra phía trước. Một tay phía dưới, một tay đẩy về phía trước, một tay kéo về phía trong. Căng hết cỡ ra, cũng đếm từ 1 đến 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thời, sau đó chúng ta sẽ đổi tay. Đổi tay, tương tự như vậy, cũng từ 1 cho đến 8. Đó là động tác mà chúng ta sẽ hỗ trợ cho cơ vai của chúng ta, hỗ trợ tình trạng đau mỏi vai gáy. Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ hỗ trợ cho tình trạng đau mỏi cái vùng xương chậu, vùng thắt lưng và cái chân của chúng ta. Động tác đầu tiên, chúng ta gác một chân lên chân còn lại. Rồi, gác chân nào thì tay bên đó đè cái đầu gối xuống. Tay còn lại thì sẽ nắm lấy khỉu chân. Rồi, tay còn lại nắm lấy khỉu chân. Nắm lấy cổ chân còn lại. Rồi, một tay đẩy xuống, một tay kéo lên. Rồi, một tay đẩy xuống, một tay kéo lên. Cũng đếm từ 1 cho đến 8. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Căng hết cỡ nha anh chị. Đẩy hết cỡ và kéo lên hết cỡ. Chúng ta đã cảm thấy được cái vùng cơ đùi chúng ta và cái thắt lưng chúng ta rất là căng ra. Rồi. Rồi, trở về vị trí ban đầu. Cũng đếm từ 1 cho đến 8. Sau đó chúng ta đổi chân. Được không ạ? Chúng ta đổi chân. Rồi, cũng làm tương tự như là động tác. Lúc nãy, một tay đẩy xuống ở cái vùng chân gác lên. Tay còn lại nắm cổ chân kéo ngược lên. Rồi, cũng đếm từ 1 đến 8. Thôi, trở lại vị trí ban đầu. Và động tác tiếp theo. Tiếp tục hỗ trợ cho trực tiếp ngay cái vùng cái đốt sống lưng của chúng ta và cơ vai vững chắc hơn. Rồi, chúng ta quay lưng lại. Xoay luân lại. Rồi, một tay đưa ra sau. Tay còn lại nắm lấy cái tay kia. Rồi, một tay thì kéo lên, một tay thì kéo xuống. Ngược chiều nhau, căng hết mức có thể. Chúng ta đếm từ 1 cho đến 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi, và chúng ta đổi tay làm động tác tương tự từ 1 cho tới 8. Được không ạ? Rồi, cảm ơn bạn Phụng. Với những ai mà cái tay chúng ta dối không tới hoặc ngắn quá, thì chúng ta hoàn toàn có thể thay thế cái động tác mà chúng ta đưa tay ra sau lưng thêm vào đó, đó là một chiếc khăn lông để chúng ta có thể kéo rõ hơn. Được không ạ?
đó là những cái bài tập rất là đơn giản cho vùng cổ, rồi vùng đầu, vùng tay, vùng bả vai và vùng thắt lưng cũng như vùng chân của chúng ta. Mà những bài tập này rất là bổ ích cho những ai làm việc văn phòng phải ngồi thường xuyên, ngăn ngừa các tình trạng đau mỏi, căng cơ, nhức và ngăn ngừa thoái hóa. Và một số bài tập còn lại thì cuối giờ các anh chị nhớ lấy cái đường link để lấy ebook về. Nó sẽ còn những bài tập định hình về xương. Định hình về xương cho chúng ta rất là chi tiết, có hình ảnh và thời lượng tập, thời điểm tập và thời gian tập rất là cụ thể rõ ràng. Các anh chị nhớ lấy ebook cuối giờ, những bài học, những cái bài tập để định hình xương. Rồi, rất là cảm ơn bạn Phùng đã hỗ trợ chúng ta những bài tập cho những người làm việc văn phòng. Và rất là cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham dự về chủ đề xương khớp trong tối ngày hôm nay. Chúng ta cùng tổng kết ngắn gọn lại, xương khớp thì có 206 xương với 4 vai trò chính. Đó chính là định hình cho cơ thể này, cái khung hình cho cơ thể này, bảo vệ cơ quan bên trong, dự trữ khoáng chất, tạo máu. Cái khung nó định hình lại theo một cái cấu trúc nào đó của cơ thể ngay tại các mối nối của các xương, gọi là khớp, với 3 loại: bất động, bán động và linh động. Khớp được cấu tạo từ 2 đầu xương lại với nhau. Sinh mệnh của xương đó là sụn, sinh mệnh của sụn là chất hoạt dịch, sinh mệnh của chất hoạt dịch đó là màng bao hoạt dịch, màng bao khớp. Sinh mệnh của cái nguyên cái khớp này đó là dây chằng và hệ thống cơ xương. Xương khớp có 2 loại bệnh: bệnh về xương hoặc là bệnh về khớp. Xương hoặc khớp cũng chia làm 2 loại bệnh, đó là bệnh về tổn thương hoặc là bệnh về lệch chức năng. Bệnh về tổn thương bao gồm đó là bệnh về lão hóa, do lão hóa mà gây ra. Thứ hai đó là do chấn thương vật lý mà sinh ra. Thứ ba, do hệ miễn dịch sinh ra, tức là bệnh tự miễn. Thứ tư là do cơ quan nội tạng sinh ra, trực tiếp là gan, tỳ và thận. Loại bệnh thứ hai của xương hoặc khớp đó là bệnh lệch chức năng. Vậy thì giải pháp cho từng loại bệnh, với loại bệnh tổn thương thì chúng ta bù đắp. Bù đắp bằng việc là giảm cái việc chết đi của tế bào xương và tăng cái tế bào xương mới để bù đắp. Lệch chức năng thì ưu tiên hàng đầu đó là chỉnh sửa, sau đó là nuôi dưỡng cơ và dây chằng. Và tiếp theo đó là các bệnh về các bài tập hỗ trợ cho xương khớp cho những người làm việc văn phòng. Ebook cho các bài tập còn lại: định hình xương, tăng chiều cao, chỉnh vẹo cột sống, chỉnh thoát vị địa điểm. Các anh chị nhớ lấy ebook về xem. Và đừng ngần ngại, hãy chia sẻ lên tường của mình những cái bài học này. Có thể nó không nhiều, nhưng có thể giúp ích cho chúng ta những cái tình huống rất thực tế. Để trên tường đó, để bạn bè chúng ta cùng học hỏi, cùng có thêm thông tin, cùng có thêm ebook để học tập và ngăn ngừa bệnh tật. Và với bản thân mình, thì mỗi lần chúng ta mở lên, chúng ta lại có thể có lại một bài học rất là ngắn gọn, dễ dàng, chứ không phải mất công tìm kiếm lại, được không ạ? Rồi, xin cảm ơn các anh chị. Cảm ơn vì sự hiện diện của các anh chị. Cảm ơn vì sự có mặt này. Tôi tin chắc rằng những anh chị đang xem này là những người mà quan tâm sức khỏe của mình nhiều nhất. Hy vọng rằng với nội dung này sẽ giúp cho các anh chị, những người đang yêu sức khỏe của chính bản thân mình, người thân mình, và hãy mang những điều tốt đẹp này cho những người bên ngoài xã hội. Chúc các anh chị sức khỏe và thành công. Và thời gian còn lại, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số cái câu hỏi liên quan. Chúng ta cùng xem luôn vài câu hỏi liên quan. Hình như không thấy các câu hỏi thì phải. Có anh chị, có một chị lúc nãy hỏi, đó là vậy thì tạo máu để chúng ta dùng gì? Thì như ban đầu Vũ có chia sẻ, để tạo được máu thì chúng ta cần phải có 3 nguyên liệu chính, đó là khoáng chất sắt, chất đạm hay còn gọi là protein. Mà nếu chúng ta chọn được protein chất lượng cao thì quá tốt. Protein chất lượng cao là gì? Thì với livestream bên mẹ và bé chúng ta đã trao đổi rồi. Và nguyên liệu thứ 3 đó chính là vitamin nhóm B, mà chủ yếu đó là B6, B9 và B12. Cảm ơn bạn.
Rồi, hiện tại thì Vũ vẫn chưa thấy câu hỏi nào thêm. Cảm ơn các anh chị đã cùng theo dõi. Vũ sẽ về xem lại nếu như có những câu hỏi nào đó mà Vũ chưa, có thể là trong quá trình livestream mà xem lại nó hơi trôi qua đó, thì Vũ sẽ trả lời offline cho các anh chị. Rồi, các anh chị hãy click vào đường link sau chương trình này để chúng ta lấy ebook. Rồi, cảm ơn các anh chị. Nếu như chúng ta không có câu hỏi nào thêm, thì chúng ta sẽ tạm dừng chương trình lại trong tối ngày hôm nay. Rất là cảm ơn sự hiện diện của các anh chị. Đến thời điểm hiện tại mà vẫn gần 80 người đang quan tâm về sức khỏe của mình, đang theo dõi trực tiếp. Rất là cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và hy vọng rằng những kiến thức này có thể giúp ích cho các anh chị trong chặng đường sức khỏe, người bạn đồng hành của cuộc đời mình. Và hẹn gặp lại các anh chị vào chuyên đề livestream lần tiếp theo, đó là vào thứ ba tuần này. Cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị sức khỏe và thành công.